hợp đồng đâu có cái điều khoản này. Vậy là cưng không có đọc kỹ hợp đồng của chị rồi. Theo như bản hợp đồng thì bên B phải làm tất cả những gì bên A yêu cầu, không được từ chối. Ui, cái bà Mai này làm hợp đồng gì mà bất lợi quá vậy. Không có sao đâu, chỉ một đêm duy nhất với chị thôi. Qua giờ ngọ là chị thả cưng liền. Vì chị... Ủa mà qua giờ ngọ mới được tăng lương gấp đôi hả? Chị có thể tăng lương ngay bây giờ với em nè. Nhưng mà còn thêm một điều kiện nữa nha, chắc chắn là em sẽ thích. Em sẽ được bonus thêm rất là nhiều đồ hiệu trong tủ của chị đó. Em hiểu không? Ủa mà sao chị bắt em phải làm cái đó đó chi vậy? Tại vì chị thích em như vậy. Ây dạ ơi nè, lên hợp đồng nha. Gì đâu mà run, mở ra coi coi. Ơi trời ơi, mở ra coi coi cái gì đó nữa. Ôi trời ơi, đẹp gái quá. Ui, mở ra coi coi. Ui ui, handsome quá à. Nè 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 nè, nhìn coi. Trời ơi, cưng quá à. Quay qua cười cái coi. Cười. Ui, cười rồi hả? Thôi cười vậy, cười gượng, cười điểu ơi, cười điểu. Trời ơi, được cứ bén á, bén á. Hồng biến đi má ơi, cứu. Giỡn thôi. Rồi tới giờ lên giường rồi, lên giường nha, mà tối ngủ là phải ôm tôi á nha. Chết con rồi ba má ơi, con làm ô xin mà, chứ đâu phải bao này bao nọ đâu. Tôi tự nhiên dính cái kèo này. Ui, đúng là một đêm đáng sợ. Không được, phải chấm dứt công việc này mới được. Thôi về đi, không có cần giờ tí giờ thìn giờ ngọ gì nữa đâu, về đi, xong việc rồi nè, tiền thưởng luôn đó, gấp đôi luôn đó, về đi. Cảm ơn. Mà bây giờ giới tính người ta âu bình lắm rồi, xã hội cũng công nhận rồi, cô cứ thoải mái đi, có gì đâu phải bắt tôi làm vậy. Bỏ chồng tìm một tình yêu đích thực, sống vui vẻ. Ủa nói gì vậy? Nói gì mà ôn bình giới tính rồi gì tìm tình yêu đích thực gì vậy? Thì cô muốn vậy nên cô mới kêu tôi làm vậy. Trời ơi tào lao quá, không phải vậy đâu. Chứ sao tự nhiên. Nè, đừng có nói là cô nghĩ là tôi ấy cô nha. Thứ gì nữa? Trời khùng quá à, sao được. Ai biết. Trời ơi, nói chung cái chuyện này nó khó nói lắm. Bây giờ xong việc rồi, cởi đồ ra đi. Cởi đồ gì nữa? Thì cởi đồ ra đi. Tự nhiên bắt cởi đồ chi? Trời ơi, cởi đồ nam ra đi, không cần phải giả dạng nữa đâu. Ê! Khoan, hợp đồng vẫn còn, giữ nguyên hiện trạng đi. Nè chị,
Rốt cuộc là cái hợp đồng chị ký với công ty em có bao nhiêu điều khoản vậy? Đâu có bao nhiêu điều khoản đâu cưng. Ráng thêm chút nữa đi. Tôi nói thiệt là trong cái hình dạng này là tôi khó chịu lắm chị biết không? Tối tôi ngủ không được. Trời ơi sáng dậy dán nguyên bụng râu vậy rồi sao đánh răng. Trời ơi có sao hết á. Ráng đi vậy bữa chị thêm tiền cho nha. Cưng quá à. Trời ơi cái mặt nè búng ra sữa luôn vậy đó. Trời ơi không như trời ơi nhìn cái mặt giả trai kìa thấy cưng. Trời ơi tôi khó chịu lắm cô ơi. Như trời ơi tôi lại chị trời ơi tôi sợ lắm chị ơi.